Em à? Chị ở nhà không anh? Chị đi ngoài rồi. Đi ở nhà đi. Xếp em đâu? Xếp em đi công tác rồi anh ạ. À. Đây đi, đi, đi ngồi đi. Em ngồi đây này. Anh đang nấu cơm à? Đang nấu cơm. Để nấu cơm thôi nhá. Vâng. Để anh đi. Ăn đi. Để anh đi lấy cơm thôi. Sao về cho anh? Sao tí nó về. Đi thả lâu rồi. Xem đi công tác ở đâu ấy? Đi dưới thành phố anh ạ. Ủa? Đi sang đây làm gì ấy em? Em sang đây có bị gì không? À, sếp hôm qua có mua ít quà, có nhờ em sang đây gửi cho anh chị với em bé ấy. Ừ, thế cảm ơn nhé. Vâng. Em bé đâu anh? Đang ngủ ấy. Bé ngoan nhỉ? Vừa mãi mới ngủ ấy, đi làm nấu cơm rồi. Để anh ký em nấu cơm cho anh.
chị hôm nào cũng đi làm à anh? Ờ, hôm nào cũng đi. Để đi làm không có thức ăn đấy. Có gì ăn đi. Chăm chỉ quá nhỉ. Để anh thấy nhanh lên nước nữa. Vâng. Làm gì à? Vâng, em mới đi làm việc anh ạ. Cái thủ tục đấy qua đây. Đưa nó đi. Nhà nuôi được nhiều gà không anh? Nhiều mà. Đàn luôn. Đi ăn cơm đấy cũng được nhỉ. Rồi, cảm ơn nhé. Vâng. À, thế hôm qua em trai của anh còn đang nhiễu nữa không? Không nhiễu rồi. Thế hôm qua không ăn nữa. À, em nó hổ. Không thấy nhiễu rồi. Là tốt rồi anh ạ. À? Thế quan bắt lên chắc sợ ấy. Gần đề chắc là không dám xuống rồi. Thế hôm nay anh ở nhà rồi ạ? À? Em ở nhà rồi. Chồng con rồi. Anh có công việc gì ổn định chưa? Hay là chị ở nhà thôi? Ở nhà nó không có công việc đâu. Chị đi thu hoạch không đi bán không có tiền mà. Không có ra chạy cho ăn nói. Thế bây giờ anh có muốn đi làm cùng em không? Công ty chỗ em làm ấy đang thiếu rất là nhiều công nhân ấy. Có mà. Kiểu anh không có chỗ làm ấy. Thì cái nào không có. Nếu em có thì bảo anh đi làm hộ. Vâng. Thì cùng. Thế để em về em nói chuyện với sếp xem. Tại em thấy là mình cũng hoàn cảnh ấy. Mỗi chị đi thu hoạch thì cũng chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống thôi. Có tôi có việc làm thì gọi như làm. Anh làm thì bảo anh làm nhé. Vâng. Thế anh cứ xin cái thêm đi. Bác chị về thì hỏi ý kiến chị xem. Nếu mà chị có đi thì hôm nay em qua đón. Đang ngủ mà. Vẫn đang ngủ. Sao vậy? Thế em sang đây có việc gì không? À sếp đây, sếp có nhờ em mua ít quà xong là mang đến cho anh chị với em bé. Dạ. Yeah. Rồi, chị cảm ơn nhé. Vâng, không có gì đâu chị ạ. Thế em đi một mình nhỉ? Vâng, sếp em có đi công tác. Tầm một tháng nữa thôi cơ. Dạ. Thế em tiện đường em qua đây luôn. May quá cô chú giúp đỡ chứ gì. Bây giờ em trai của anh cũng không về nhỡ rồi. Vậy nên cũng có gì rồi. Thế có phải là chị có biết thằng hành lễ gì? Chị đi là ngày sau về bán thôi. Thế chị bán gì? Chị bán hết chưa? Chị bán rau mà chị bán hết rồi. Chị ra chợ ngồi lúc bán hết rồi. Vâng. Thế xong ở đây ăn cơm em chị. Ăn cơm không? Rồi. Rồi em cũng xin phép em đi về thôi chị ạ. Cũng muộn rồi, em còn nhiều việc lắm. Ăn cơm đi đi. Suy nghĩ những gì em vừa nói nhé. Rồi em đi xem đi về đây. Chị cảm ơn nha. Em đi về đây nhé. Vâng. Rồi nhá. Vâng. Rồi, em về đây. Rồi, em về nhá. Cẩn thận nhé. Đi vào bàn cho nói chuyện ông mai đi được làm được. Có gì không gọi cho nhé.
cô ấy thân lập với nhau thế? Không đang bận công việc thì bảo anh đi làm. Cô ấy bảo gì với anh ấy, có gì giấu em à? Không giấu gì đâu, em bảo đi làm thì anh có nói chuyện với nhau. Bảo anh đi làm chỗ cô ấy á? À. Thế em có đi không? Chỉnh đang có công việc làm thì bảo anh đi làm cho. Anh có đi không? Thì hỏi em đó, anh đi làm không? Thế anh có định đi không? Anh hỏi ý kiến của em thôi, anh đi làm không? Kiểu thu hoạch nhiều, không có tiền mấy ấy. Đi làm đấy nó có lương không cao. Thế em vào với con đi. Anh cứ xem anh, nó tốt thì anh đi đấy. Thế em vào với con đi. Ăn cơm đi. Không nhỉ? Nấu xong rồi. Ừ. Đang ngủ à? Mẹ ăn cơm trước nhá, thì con ăn cơm mẹ nhá. Con ngủ một tí. À. Tí mẹ đi.
Cơm. 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 Thôi, cá không quả. Cá hơn, rau hơn. Cơm nhặt này. Hôm nay nấm ở nhà có khâu không? Không khâu đâu. Đi xuống một tí cho nó ngủ rồi. Bán đâu được hết không? Bán được hết rồi. Bỏ không đủ họ lấy. Giờ đấy nó thích mua nhỉ? Nhưng mà đi, phải đi vào rừng, đi xa. Đây, đây, đây. Đây, con đi. Con đâu? Con đi. Vâng. Mai cho anh đi không nhỉ? Đi làm đấy. Anh đi thì ở nhà mình cũng không biết làm gì mà. Không biết. Thế anh cứ đi chửi xem. Thế thôi, chờ em thôi, anh đi thôi. Anh cứ đi chửi đi xem, không ở nhà mình cứ đi thế này, cũng không đủ ăn. Chửi xem, có làm được không? Thế để mai, để mai anh gọi em đi đó, xong thì cái công việc mình làm nặng hay nhẹ đó. Để mai anh gọi đó. Thế nào, cứ thử với mẹ xem, thế nào? Được rồi. Mấy cô tốt mà. Giúp mình. Mấy giúp mình. Mình thằng em kia không mình nhớ. Hôm nào có mình nhớ cái này. Mình sống cái này. Công việc làm mình tốt thì đi xem làm nó.